Giữa lùm xùm O Huyền sầu riêng bị toàn cõi mạng ném đá vì có những phát ngôn kém duyên với Quang Linh Vlog trên phiên live bán sầu riêng. Netizen mới đây lại tiếp tục tá hỏa khi cô tiếp tục vướng thị phi khi có hàng loạt người giả mạo. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về việc O Huyền sầu riêng, tên thật Nguyễn Thái Huyền, đại diện một nhãn hàng trái cây, có thái độ bị cho là kém duyên với Quang Linh Vlogs trong một phiên livestream bán hàng cùng hàng du mục. Cụ thể, trên sóng trực tiếp, O Huyền sầu riêng nhiều lần nói Quang Linh ăn sầu riêng quá nhiều nên sẽ không mời anh tham gia lễ hội sầu riêng vào tháng 8 tới đây. Người này còn lặp đi lặp lại, đừng mời Linh, lên nó ăn hết sầu riêng. Nhất quyết không mời, mời tất cả mọi người trừ Linh nha, ăn cỡ Linh làm sao ai nuôi nổi, Linh. Dịch sang một bên đi, ăn một phát là không còn sầu riêng bán. Sau khi đoạn livestream bị lan truyền rộng rãi, thì người hâm mộ của Quang Linh Vlog đồng loạt ném đá gay gắt đến O Huyền, kêu gọi không nhận hàng để O Huyền sáng mắt. Nhận về sự công kích khủng khiếp, O Huyền dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng cô vẫn không nhận được sự cảm thông. Mới đây nhất, nhân vật này còn vướng kiếp nạn bị giả mạo phát ngôn, khiến tiếng tăm đã xấu nay còn xấu thêm. Theo đó, suốt thời gian bị ném đá, trên mạng xã hội đã tràn lan những thông tin tiêu cực về O Huyền, nhiều phát ngôn chưa được kiểm chứng cũng bị gán lên O Huyền. Tá hỏa trước sự việc, đăng lên trang cá nhân, O Huyền sầu riêng đã vội thanh minh. Cô viết, trang cá nhân 110.000 người theo dõi và TikTok 105.000 follow của Huyền đã khóa comment từ ngày 8 tháng 7. Mọi phát ngôn từ các kênh khác đều là giả mạo, Huyền không có anh trai, chị gái. Gia đình Huyền không có bất kỳ tranh luận nào trên mạng xã hội, mọi phát ngôn, anh trai, chị gái Huyền đều là giả mạo. Trân quý và biết ơn, ký tên O Huyền sầu riêng. Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm, nhiều anti-fan còn lấy đây làm tin vui bởi nhìn thấy sự sụp đổ của O Huyền là điều họ mong muốn nhất mới thỏa được sự tức giận sau lùm xùm vừa qua. Một số khác thì lại tỏ ra cảm thông, mong sóng gió sớm qua với O Huyền bởi chỉ là một câu nói vô ý, thiếu kiểm soát nhưng cô đã phải lãnh hậu quả quá đắt. Mới đây nhất, một khoảnh khắc khác trong phiên livestream ngày 7 tháng 7 của O Huyền lại tiếp tục khiến dân tình dậy sóng. Theo đó, khi Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã quay tên ngẫu nhiên một khách hàng may mắn trúng thưởng sầu riêng có tên nick ông chăn gà, O Huyền sầu riêng đã lập tức nói, chăn gà thì sao ăn được sầu riêng. Thậm chí, O Huyền còn nhắc lại câu nói này đến hai lần khiến không ít người xem khó chịu. Nhiều người cho rằng, cách nói của O Huyền sầu riêng dễ khiến người nghe bị tổn thương và cảm thấy cô đang có ý khinh thường, miệt thị những người làm công việc chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, khi trong một phiên livestream, O Huyền sầu riêng nhiều lần có những câu nói kém duyên, thiếu tinh tế khiến cộng đồng mạng bức xúc cho rằng sự việc không còn dừng ở đùa vui. Dân tình đưa ra ý kiến nhận định có thể do O Huyền tiếc sầu riêng mang ra bổ để ăn và tặng miễn phí cho khách hàng nên liên tục có những câu nói như vậy. Trước đó, vào trưa ngày 9 tháng 7, O Huyền sầu riêng có bài đăng trên nền tảng TikTok cho biết đây là lần đầu tiên cô được mời tham dự phiên livestream hoành tráng. Trong quá trình livestream, cô chỉ nói đùa để mang lại không khí vui vẻ, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên mới gây ra hiểu lầm. Khi đối diện với sự cố, cô đã hoang mang, lo lắng và hối hận. Với tôi, Quang Linh là thần tượng, trong lòng tôi luôn trân trọng và ngưỡng mộ cậu ấy, một người có đóng góp to lớn cho cộng đồng. Tôi không hề có ý định xúc phạm hay coi thường cậu ấy, cô bày tỏ. O Huyền sầu riêng cho biết sau sự việc này, cô đã phải đối mặt với khủng hoảng, áp lực vì nhận nhiều tin nhắn, điện thoại xúc phạm, ham dọa với lời lẽ nặng nề. Cô cũng đã gửi lời xin lỗi đến ekip của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục, nhãn hàng và khách hàng, đồng thời cảm ơn Quang Linh Vlogs đã thông cảm cho cô.